Thì chứ còn hỏi pháp học là gì, pháp hành là gì? Pháp học á, pháp học và pháp hành, pháp học thì bao gồm tất cả các lời dạy của Đức Thế Tôn. Bao gồm tất cả các lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn pháp hành á là gồm có hai cái chính, đó là thiền chỉ và thiền quán, Samatha và Vipassana. Rồi, tiếp.